Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lê Giang khiến fan lo lắng khi gặp sự cố sức khỏe. Lê Giang là một trong những nữ diễn viên có thực lực của làng phim ảnh Việt. Bên cạnh tài năng diễn xuất, người đẹp bày ít còn chiếm thiện cảm bởi sự thân thiện khi khá thoải mái chia sẻ câu chuyện đời tư của mình với công chúng. Không chỉ những khoảnh khắc vui, cô cũng nhiều lần khiến fan lo lắng vì loạt ảnh nhập viện điều trị bệnh. Lê Giang là nghệ sĩ có danh tiếng vững chắc trong showbiz. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhà bà nữ gây xôn xao với loạt khoảnh khắc vừa rời phòng mổ. Chia sẻ với công chúng, người đẹp tiết lộ cô không may bị té xe hơi và chấn thương ở đầu gối. Hiện ba mẹ hai con đang tập vật lý trị liệu để có thể đi lại, hoạt động như thường ngày. Tuy nhiên, có fan lại lầm tưởng rằng nữ diễn viên đi kéo chân như khoa pu. Hình ảnh nữ diễn viên trên giường bệnh khiến fan lo lắng. Cô vui vẻ chụp ảnh cùng bác sĩ điều trị. Ba mẹ hai con khó khăn di chuyển vì vết thương ở đầu gối. Ngay khi đăng tải, bài viết của nữ diễn viên đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả và sao Việt đã gửi lời động viên, chúc sức khỏe đến Lê Giang. Một số khán giả còn đặt nghi vấn cô đi kéo chân khi nhìn thấy những khung hình này. Trước đó, vào cuối năm 2022, cô cũng khiến fan xôn xao khi nhập viện vì suy nhược cơ thể. Nhiều sao Việt gửi lời động viên đàn chị. Khán giả để lại nhiều bình luận dưới bài đăng của Lê Giang. Nữ diễn viên đang dần phục hồi. Cô từng bị suy nhược cơ thể phải nhập viện. Ở tuổi U60, nữ diễn viên vẫn làm việc với cường độ cao để cống hiến cho nghệ thuật. Ngoài ra cô còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, chăm chỉ lao động, ba mẹ hai con sở hữu cuộc sống sung túc. Cách đây không lâu, Lê Giang hào hứng khoe ngôi biệt thự 10 tỷ đồng mới xây dựng. Những nỗ lực được công nhận, song Lê Giang nhận nhiều lời khuyên nên nghỉ ngơi đủ, đảm bảo sức khỏe. Cô vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Ngôi biệt thự sân vườn mới xây dựng của nữ diễn viên, người đẹp có cuộc sống sung túc ở tuổi U60. Ngoài nhà cửa, xe cộ, nữ diễn viên sinh năm 1972 còn gây choáng với những màn đeo kim cương, mặc đồ hiệu từ đời thường đến thảm đỏ. Sự chăm chút hình ảnh giúp người đẹp giữ được vị thế trong lòng công chúng. Cô cũng chịu chi tiền để tự thưởng cho mình những chuyến du lịch sang chảnh trong và ngoài nước. Có thể nói ở tuổi U60, Lê Giang có cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Cô sở hữu nhiều kim cương, đồ hiệu. Nữ diễn viên sinh năm 1972 thường xuyên đi du lịch sang chảnh. Cô có cuộc sống viên mãn bên con cháu khi bước sang ngưỡng U60. Hiện người hâm mộ đều mong nữ diễn viên sớm phục hồi và trở lại hoạt động nghệ thuật. Bạn nhận xét như thế nào về chủ đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới và cập nhật thêm các thông tin về sao Việt tại tin mới nhất nhé. Là nghệ sĩ hiếm người muốn công khai những hình ảnh kém lung linh của mình trên mạng xã hội hay phơi bày trước người hâm mộ. Nữ diễn viên Lê Giang lại ngoại lệ, việc chia sẻ các khoảnh khắc đời thường giúp người đẹp sinh năm 1972 đến gần hơn với công chúng. Đồng thời qua câu chuyện của mình, ba mẹ hai con cũng đưa ra lời nhắc nhở cho khán giả về việc phải cẩn thận để tránh gặp sự cố không mong muốn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.